Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em vừa khui được 4 món hàng các bác này, gồm có hai con Omly hàng bãi Nhật, một con Pioneer và một con Đờ Nông ha. Đấy, và cùng với đó là một con đẩy cover của Mỹ và một con súp điện Yamaha ha. Đấy, rồi em sẽ quay từng con cho các bác xem đây. Đây là một dòng Omly Pioneer hàng bãi Nhật về ha. Đây các bác cùng xem thương hiệu Pioneer chữ đỏ này và model là SA710. Đấy, dòng này xuất âm tủ ha, cái chất âm thì rất là chi tiết luôn các bác ạ. Đấy, con này thì các bác chơi bolero thì tuyệt vời luôn ha, đánh 4 sáu sắt. Rồi, bác cùng xem đây, con này thì chơi được cầu A, cầu B và A cộng B các bác này. Bát chép, ba lăng đây các bác này, ba lăng đây ha. Rồi, con này thì nó cũng bị dính một ít mực này các bác này. Đây, dính một ít mực ha. Và lô nét cho các bác chơi giải trầm đây, lô nét đây. Đấy. Đây là những đường vô này các bác này, vô lâm ha. Rồi con này thì hàng bãi Nhật về thì cũng có một chày xước các bác ạ, một ít xước sát ha. Đây em chỉ cho các bác xem đây, đây là chày cặn này các bác này, đấy chày cặn ha. Và phía chỗ này cũng có này các bác này, đây nó chày khúc trên đây các bác này. Đấy, nói chung thì con này về thì không được đẹp xuất sắc ha, nó có bị chày xước các bác ạ. Rồi và phía trên đây cái đề can này các bác này. Đấy, hàng bãi Nhật về ha, có sao em bán vậy thôi. Đấy, nói chung là không được đẹp xuất sắc như mới được. Đấy. Rồi, vậy em sẽ mở bên trong cho các bác xem đây. Bên trong thì cũng bị nói chung bị rỉ theo thời gian các bác ạ. Đây các bác cùng xem đây. Đây, nó bị rỉ theo thời gian này các bác này. Đấy, một nguồn hai tụ lọc này. Đây, vỉ mặt đây ha. Bên trong đây có một vỉ mặt này các bác này mà đang ốp lại ha. Họ ốp lại để mà tránh bụi vô. Rồi các bác cùng xem sò sắt đây. Đấy, 4 con sò sắt này các bác này. Đấy, hàng như vậy thì em bán giá mềm để cho các bác dễ mua ha. Rồi và đây là phía sau. Đây, những đường vô đây các bác này. Hai cầu loa AB đây. Đây con này có rề ha, đường rề cho các bác làm rề này hoặc là làm men này. Đấy. Và đây là cái thông số đây. Điện 100V này, công suất đề là 55W ha. Đấy, hàng xuất âm tụ 55W các bác ạ. Đấy, con này thì các bác ghép những đôi loa Nhật bass 25 trở về ha. Đấy, bass 25 trở về là đánh rất là ngon. Chất âm thì rất là chi tiết luôn. Rồi, em có xin báo giá với các bác luôn. Con này bình thường thì nó đẹp á, thì giá nó khoảng 4 triệu ha. Còn con này thì nó bị xước sát như em chỉ đấy, với lại nó bị rỉ bên trong. Thì em có xin giảm giá thanh lý cho các bác con này ha. Là 3 triệu 2 em bao ship ha. 3 triệu 2 là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đấy, tất cả là còn riêng nguyên bản các bác ạ. Đấy, bên trong là riêng nguyên bản luôn ha. 3 triệu 2 em bao ship. Rồi và tiếp theo là một con đẩy cover. Đây, một con đẩy Mỹ nồi ha, cover. Điện của nó là điện 240 các bác ạ. Hàng Mỹ xuất thị trường châu Âu ha. Điện là 240. Rồi các bác cùng xem thương hiệu cover đây. Model là BXM450. Đấy, một nút nguồn này. Hai volume này các bác này, hai volume đây ha. Đấy. Con này thiết kế thì rất là đẹp luôn, các bác cùng xem đây. Đấy, thiết kế cực kỳ đẹp mắt ha. Và con này về cũng trong tình trạng là còn mới này, các bác xem này. Đấy. Rồi, em sẽ mở bên trong cho các bác xem nội thất đây. Rồi, các bác cùng xem bên trong nội thất đây các bác này. Đấy, bên trong là đẹp như mới luôn các bác ạ. Đây, các bác xem cái nguồn này, rất là mới ha. Đấy, hai tủ lọc này. Rồi một quạt tản nhiệt này các bác này. Rồi các bác cùng xem vỉ mặt ha. Những con tụ này chi chít luôn các bác này. Và nó còn cực kỳ đẹp ha. Đấy, vỉ mặt là cực kỳ là đẹp luôn. Đây các bác xem này. Rất là nhiều tụ. Rồi và con này thì nó đánh tổng cộng là 12 con sò than ha. 12 sò than nó nằm bên trong cái vỉ này này các bác này. Nó ốp bên trong đây này. Còn đây là cái quạt tản nhiệt của sò này các bác này. Đấy, 12 sò than. Rồi em sẽ quay phía sau thông số cho các bác xem. Con này thì công suất tổng của nó là 450W ha. 450W. Đấy, 225W một cân, trở kháng là 4-8 ohm. Rồi các bác cùng xem phía sau đây. Đấy. Rồi các bác cùng xem có lá cờ USA này, Made in the USA ha, sản xuất tại Mỹ này. Đường vô thì các bác vô đường Canon này, 2 Canon hoặc là 26 ly ha. Rồi, đây là cầu loa đây. Rồi các bác cùng xem thông số này. Điện là 240V này. Đấy, 225W một cân ha. Đây phía sau còn đẹp tuyệt vời luôn.
Rồi với mấy cái mức công suất này thì các bác chơi những dòng loa Nhật, loa Mỹ, bass 30 là vô tư. Còn loa Trung Quốc thì các bác không nên đánh vô ha. Loa Trung Quốc thì nó nặng men các bác. Mà cái con đẩy này thì nó chỉ đánh được những đôi loa xịn ha, những đôi loa xịn của Mỹ. Đấy, bass 30, JBL, Infinity, Sequin Vega ha, hoặc là những dòng loa Bose 301, 601, 701 đấy là các bác chơi rất là hay. Đấy, rất là hợp với những dòng loa Mỹ ha. Rồi, con này thì em xin báo giá với các bác luôn là 5,5 triệu em bao ship ha. 5,5 triệu đồng là em bao ship toàn quốc này các bác này, đẩy cover. Rồi và tiếp theo là một con đẩy Yamaha. Đây các bác cùng xem thương hiệu Yamaha này. Và cái model của nó trên đây các bác này. Đấy, IST SW90 này. Rồi một nốt nguồn này, một nốt cắt tần số này, một nốt volume này các bác này. Đấy, những con súp điện Yamaha như thế này thì các bác có thể biết là chất âm của nó đánh rất là sâu ha. Súp Yamaha thì đánh cực kỳ lực các bác ạ, và rất là sâu. Đây, e-căng còn đẹp này, em mở lên cho các bác xem cái loa ha. E-căng thì em mở sẵn rồi, em bóc nhẹ nó ra thôi. Rồi, các bác cùng xem được sở hữu một bass 20 này. Bass 20 ha. Đấy, đánh bass rất là mềm các bác ạ, và nó xuống rất là sâu ha. Một lỗ thông hơi đây. Đây con này thì các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke trong cái phòng tầm 25m2 ha. Đấy, là con này đánh rất là đầy các bác này. Rồi em sẽ quay phía sau cho các bác xem thông số đây. Con này thì hàng bãi Nhật về, điện 100V. Đây phía sau là các bác này. Đường vô đây ha, đường vô là đường AV các bác này. Rồi nó có hai cái nút chỉnh tần số này. Rồi và các bác cùng xem thông số đây. Yamaha IST SW90 này, điện 100V ha, công suất 65W này. Đấy, made in Malaysia ha. Đấy, những dòng súp này thì nó được sản xuất ở Malaysia hoặc là Indonesia ha các bác ha. Đấy, đều là hàng Nhật có xịn, hàng bãi Nhật xịn các bác ạ. Đây các bác cứ yên tâm về chất lượng. Rồi con súp này thì em có xin báo giá với các bác là 3 triệu đồng bao ship ha. Đấy, giá là 3 triệu đồng bao ship này các bác này. Rồi và cuối cùng là một con Amply. Cái Amply này thì nó không được đẹp các bác ạ. Con này bán thanh lý ha. Rồi con này thì là thương hiệu Đời Nông đây. Và model là BMA 630. Đấy, con này thì rất là khủng long nhưng mà nó bị xấu quá ạ. Đây các bác cùng xem ha. Về nó chảy xước rất là nhiều các bác này, đắp lưng này, rồi phía trên mặt này. Đấy, con này thì em bán thanh lý rẻ cho các bác chơi thôi. Rồi, và đặc điểm con này là nó không có nút chỉnh bát chép các bác ạ. Đấy, mở sao là nó vậy luôn ha. Nhưng mà bát chép của nó thì cũng rất là hay rồi, mình không có chỉnh được bát chép thôi. Rồi đánh được A cộng B này các bác này. Đấy, không có bát chép ha, có ba lăng này, có ba lăng, có low net này. Đấy, mà không có chỉnh bát chép thôi. Rồi volume đây, những đường vô các bác này, những đường vô đây ha. Rồi em sẽ quay bên trong cho các bác xem nội thất đây. Nội thất thì rất là khủng, công suất cũng khá là khủng luôn. Này các bác cùng xem bên trong này, một cái nguồn cực kỳ to các bác này. Đấy, cái nguồn nó to như là của những con đẩy ha, và hai con tụ lọc cũng vậy, các bác xem này, cực kỳ khủng luôn. Đây là tổng thể vĩ mặt của con Đời Nông đây. Đây, con này thì đánh 4 song sắt các bác ạ. Đây, nó chơi 4 song sắt ha. Song sắt nằm phía bên trong đây các bác này, tiếp bên trong ở dưới á, tổng cộng là 4 con. Đây, đánh 4 song sắt. Và đây là phía sau đây các bác này. Đây, hai cầu loa đây, trở kháng 4-16 ohm ha. Đây, những đường vô đây. Rồi các bác cùng xem thông số điện 100V này, công suất là 190W ha. Đây, mắc in ra băng này các bác này. Đấy, con này thì các bác nghe nhạc thì không chỉnh được bát chép các bác ạ. Đây các bác có thể làm cục đẩy ha, làm men đấy. 190W thì các bác chơi loa 30 vô tư rồi. Đánh 4 sổ sắt. Rồi con này thì em có xin bán thanh lý cho các bác là 1,5 triệu bao ship ha. 1,500,000 đồng là em bao ship này các bác này. Đấy, tất cả là nguyên xin nguyên bản ha. Rồi bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Đây số điện thoại của em đây, 0981 384842. Rồi em xin chào các bác nhé.